Xin chào mọi người, hôm nay mình với anh Rob đi xem cá sấu nhé mọi người. Cá sấu ở Florida này. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem, hiện tại là đang tìm cái chỗ để đậu xe đó. Hôm nay mình dùng cái GoPro anh Rob mới tặng cho mình hôm bữa để mình quay này, xem thử nó như thế nào, nó rõ hay không á. Ở trong này có rất là nhiều xe, bây giờ mình đi vào mình đậu xe xong mình mới đi ra mình xem cá sấu được. Husband, where are we going? We are going to a wetland park. Wetland. Yeah, parking right here. Oh. Do we have to pay here? I don't know. No. Oh. This may be a bus group though, not us. I don't know. Oh. Có lẽ là tới kia mua vé ra mọi người, rất là nhiều người ở đằng kia kìa. Mọi người thấy không? Oh. Mình không biết. No, maybe not this way, you know. Hôm nay đi coi cá sấu nha mọi người. Có rất là nhiều người đi hôm nay này. Wow. I think the other way. Yeah, but we should look at the sign. There's a sign of the park. Yeah. You see? Yeah. Có rất là nhiều người họ đi theo tour đấy. Maybe go this way, you know. Yeah, see, a lot of people have camera, video camera, all kinds of cameras. Yeah. Bây giờ mình đi vô cái chỗ này mình xem thử là nó có cái gì ở đây. Bus to turn around, that's scary. I don't know. Oh, mọi người thấy không, họ đem theo máy ảnh rồi rất là nhiều đấy. Ông dòm, hôm nay mình không có đem theo máy ảnh. Coi thử cái bảng này nó nói gì. Boss. Yeah. Oh. Hết rồi. This one. Ở đây nè mọi người, nó có những cái bảng hướng dẫn cho mình. Anh hướng dẫn cho mình là ở đây có cái gì đó. Có con cá sấu thiệt to này. Đây là cái bản đồ của cái khu vực này mọi người. Hiện tại là mình đang ở chỗ này. Đây là mấy cái giấy để nó hướng dẫn này, mình nên rót xem xong sẽ đi tham quan. So it looks like we can go here, we from here, right? We can go, yeah, there. Go all the way around. Yep. Okay. Là cái đường này mọi người xem. Mình với anh Rob đang đi vào bên trong đây. Không biết có con cá sấu nào ở đây không. Hy vọng là nó đừng có ăn. Mình chưa có đi. Make you happy. Oh. Be aware. Do not feed the alligator. Thấy chưa mọi người. You do realize we may see alligators, so just don't freak out. They will be around here. Yeah, they could be walking around anywhere. They will eat us for sure. No way, you're crazy. Uh-oh, look like it's closed. No, I think you just have to open the gate. Uh-huh. Đây mọi người. Đây mình sẽ mở cái cổng này, anh Rob anh mở cái cổng này đi vào bên trong coi thôi có cái gì. Ồ, đây có em bé đi nữa kìa. Oh. Đây là cái đường này. Oh, you think we can ride over here? Are you ready for alligator? No way. They will eat us. Oh my god. Yeah, there could be alligators anywhere over here. Mình dùng cái GoPro. Mọi người đây này, đây đang ở trên cái cầu này. Tinh tinh tinh. You're crazy. Anh Rock. Bây giờ đang đi ngắm xem có con cá sấu nào không á. Đây là cái cầu người ta xây như thế này để cho mình đi, con cá sấu nó không có vào mọi người. Mọi người sẵn sàng để xem cá sấu chưa? Ở đây có con chim đẹp lắm mọi người, để mình quay cho mọi người xem nhé. This one, a very nice bird. Mọi người thấy không, con chim mèo đỏ ở đằng kia kìa. Mọi người thấy không, con chim mèo đỏ kìa. Oh, nó bay mất rồi. I see the birds, very nice. Mình mới quay cho nên mình không biết sử dụng á mọi người, mình quay mất có 1 phút là cái màn hình nó tắt mất. Oh, nice, a lot of people here, you yeah. See? How far? It must go very far. Mọi người đẹp không? Oh my god. We should bring camera here and take picture. Wow. Not on a day like today. Today's not nice, husband. Có nhiều người ở đi bộ họ mang máy ảnh rồi đủ thứ đó mọi người. Husband, you look so nervous. Yeah. You're worried. Yeah, for sure. Ở đây có cò nữa mọi người. Thấy không, ở dưới kia có một con cò thì to kìa.
đẹp này, mà hôm nay trời không có nắng, hôm nay trời mát. Nó có cái bản đồ ở đây cho mình xem này. Đấy. We must be here. Here? Yes, we're here so now. So we should go, keep going this way, husband, if we want to go all the way around. Yeah, mình và anh Rob đang ở chỗ này này, đấy. Bây giờ sẽ đi... We should go on this, go this way. Yeah. Where is the gate rồi? Đẹp lắm mọi người, oh my god, I like. Those birds, see the bird there, that's a bird only found here in Florida. Oh, con chim kìa mọi người, rất là nhiều loài chim. Có con gà nước, they have a lot in my country, you know. Alligator eat those for sure. Really? Oh yeah. Oh, be careful alligator out here, you know. Oh, mọi người thấy không, ở đây có rất là nhiều chim, rất là đẹp. Yeah, the big tall bird you see over there, right? Yeah. They only have in here? Yeah, in Florida. Not, they don't have a, where we used to live, they don't have. Yeah. Ở đây có rất là nhiều người, mọi người. Nice. Yeah. It's very nice. Nó có một cái cầu như thế này, mình đi lên trên đó rất là đẹp. Wow. Nó rất là gần nhà mình với anh Rob ở luôn ấy. Mình với anh Rob không có biết bên này mới đi. Husband, are you ready? Yeah, if I see alligator, I'm gonna run. Oh no. It's so nice. Gió hơi lạnh một tí á mọi người. Oh wow, it goes all the way around. People way over there. Yeah, I see people way on the other side. Yeah, oh, xa mọi người, giống như ở miền Tây ấy. Thẳng cánh còn bay này, rất là đẹp. Mình rất là thích đi tới những cái chỗ này, nhưng mà hôm nay trời lạnh quá. Đây, cái gom vừa rồi nó quay được rất là nhiều cảnh con vịt nước kìa, nó bay kìa. I'll give you that for sure. Oh, that is food. That's food. That bad food fly around. Oh my god. Chưa thấy con cá sấu nào mọi người, thấy toàn là chim với cò không ạ. Hết bần. Xin chào mọi người. You're crazy. He's so excited, he wants to see fish to eat people. Mình luôn nói với anh Rob là ở Florida có fish eat people, mọi người có con cá sấu ăn thịt người đó. Anh cười. Maybe we go this way. Oh, have one over there, see? Huh? Oh, một con cá sấu ở đằng kia kìa mọi người. Yeah, I see one over there. Let's go there. Look, but let's go there and see. Where do you see? Yeah, một con cá sấu. Let's go. Oh, lạnh quá mọi người ơi. Thì mọi người bây giờ mình sẽ quay con cá sấu cho mọi người xem. Is that one on the beach? No. Hết bệnh. Are you ready? I don't think that's one. Mình với anh Rob thấy một con cá sấu rồi, giờ đang đi bộ tới đây. Yeah, that's one over there, see? Yeah. On the beach? On the water, see? Oh my god, yeah. No, where? Anh Rob chưa thấy mọi người. Yeah, that's right here, you see? No, that gray thing? Yeah, oh my god, nó bự rồi chứ. No. Yes. They're so big. I don't think that. Is it? Oh yeah, it is. They sleep or they die? No, he's sleeping. He's big. You think they will run over here and get us? That's so scary. Trời ơi, nó bự chứ mọi người. Không biết nó có chạy qua đây để nó ăn thịt mình. That's alligator for sure. Trời ơi, con cá sấu nó nằm, người ta không rào không gì đó. Mình với Rob sẽ cẩn thận. Hết bệnh, you have to look in the bed, see something in the bed. They will eat us. No way, you're crazy. Yeah, mọi người, con cá sấu mà sao nó nằm giống như... Anh này, để mình zoom lên cho mọi người xem nè. Mà sao mình zoom điện thoại nè, mọi người. Cái này, con cá sấu lên cho mọi người xem thấy không? Trời ơi, con cá sấu nó to chứ. Wow, con cá sấu. I no, won't let you zoom on this setting, husband. It's not available. Nó nằm đây, mọi người thấy chưa? Wow, oh my god. Listen, this song. Oh
do you feel? I feel good he's sleeping. And maybe not hungry. To lắm mọi người, nó thiệt là bự mà nó nằm, nó ngủ mà nhìn giống như nó chết. I feel good sleeping and not hungry. Like, he will eat you for sure. Yeah, because you can run faster than me. But usually, I also have more meat. He's gonna go for the fat one, not the skinny one. But that's crazy, you know, they just sleep like that and don't have any cover around. No, they could get up and start walking toward you for sure. Yeah. So we have to be careful and wait. It's just that we can move faster than they can. Oh. Like really fast. Yep. You'll see your husband run very fast. Để xem ở xung quanh này còn con cá sấu nào nữa không? Thật là kinh khủng. At least we saw one. Yep. Mới thấy được có một con thôi mọi người mà ghê quá. Nhưng mà nó ngủ mất, để đi qua mấy cái khu này xem thử còn con nào nữa không. Ở đây có rất nhiều người đi xem á, ở phía sau mình với anh Rob á. Để mình biết mình đem theo cái máy ảnh qua đây cho mình rồi. Bữa sau mình anh Rob sẽ quay lại. That's how we come back, that's the trời, you know. Bữa nay gió lạnh quá mọi người. Thấy không, cánh đồng cò bay thẹn cánh giống như ở dưới miền Tây mình này đấy. Rất là nhiều nước ở đây. Hiện tại là chưa thấy con nào nữa hết á. Yeah, these birds have been... The cranes, they're very common around here. Oh. Only in Florida though, they don't have... Well, I mean, other states do, but they don't have... Can we go close? Ở đây có một con chim này mọi người. Thấy không? Oh, nó không bay luôn ấy. Con chim nó lì hết. Oh my god, thấy nóng. Nó bay rồi mọi người. Thôi mình không dám xuống gần nước đâu, mình sợ có con cá sấu nó ăn thịt mình lắm ấy. I don't want to go close there because hello, they eat you. Yeah, they come out of the water and get you for sure. Oh my god, that's crazy. Uh-huh. Bây giờ mình và anh Ross sẽ đi bộ tới đằng kia xem còn cái gì. Hết bền, last video now. Looking on the map, make sure we don't get lost. Alligator eat us for sure. Hiện tại chỉ thấy mới có một con thôi, chứ chưa có thấy con nào nữa đó. I think we can go this way. Nhưng mà ở đây có rất là nhiều loại chim đẹp lắm mọi người. Anh nè, mọi người thấy không? Để mình quay cho mọi người xem ở đằng kia có mấy con chim gì mà nó đang thui này. Nó bay kìa. Mấy con chim đã làm được một món gì mọi người. A lot of food. Oh my god. Đây có một con chim này thấy không? Đó. Just make sure we don't become the food. Make sure. Yep. You know, maybe alligator, they don't like gay people. Yeah, well, it's not. Oh, it's not so bad when the wind doesn't blow. Wow, nhiều chim. Oh, đây có nhiều vịt nè. Ở đây có một con cò thì cò to này mọi người. Bây giờ nó sẽ, mình đi xuống nó sẽ bay cho mọi người xem nhé. Nó kiểu như là mình đi đuổi cò ấy. Đó, này mọi người thấy không? Con cò này, nó ngủ với sao ấy. Nó bay. Nó bay mà nó kiếm mình. I thought that's right to me. Wow, ở cái khu này mọi người nó có rất là nhiều bèo ấy mọi người. Đấy, bèo ở phía bên bèo nhìn nó rất là xanh đúng không? Mình không biết là có cá sấu gì đó không đó. Nhưng mà có rất là nhiều bèo nhìn nó rất là đẹp. Urban, have you ever seen like that before? Wetlands like this? Yes. No. Oh. Đây là lần đầu tiên anh Rob anh nhìn thấy đó mọi người. Husband, be careful, the fish will eat you. Anh đó anh đi xuống gần cái bờ này nè, sợ có cá sấu gì đó. Tại ở đây người ta không có rào lại cho nên có cá sấu là mình cũng không biết làm sao. Có cá sấu là mình với anh Rob chạy thôi. If we see one, we run, ok. Yep. Con nữa nè, nó nằm nó kia này rất là xa luôn. Mình sẽ cho mình xem really? Cái đuôi của nó này mọi người.
I don't think that's alligator. I could lose one. Có một con nữa này mọi người, trời ơi nó nằm sát ra luôn á. Hay không, mình đang ở gần nó này, hy vọng là nó đừng chạy ra nó bị ăn mình. Đấy mọi người, nó nằm nó ló cái lưng của nó lên kìa. Đây nãy giờ mới thấy á. Oh yeah. Oh my god. Một con rồi mọi người, ở phía bờ kia có một con nữa mọi người. Mọi người đang kêu mình với anh Rob tới đó kìa. Nó tới gần nó không sợ nó ăn thịt chứ sao vậy ta. Cá sấu này nó to lắm chứ. Oh my god, it's so big. Nó nằm như nó chết á, này có người đứng ra luôn. Như thế nào nếu như mà nó giật mình lại, nó dí mình ra nó chạy không kịp. Oh, if they run, oh my god. That's crazy. It's so big. Mình chưa bao giờ mà tới gần con cá sấu như vậy luôn á. It might be the big one that yawned to you. Oh my god, that's so big. He's huge. Yeah. In fact, you're hungry, just make sure we... Yeah. Yeah. Mọi người thấy con nó to không? Thấy cái đuôi của nó này. Chưa giờ mà mình được tới gần con cá sấu như vậy luôn á. Oh. Con cá sấu đó mọi người nhìn rất là bự, đúng không? Quay phía sau chứ không dám tới phía trước nó đâu nữa. Nó dí một phát là xong luôn. Anh Rob đang đứng chụp hình. Trời ơi ghê quá mọi người. Bây giờ mình với anh đó sẽ đi tiếp, còn thứ còn con nào nó không ở phía bên kia là thấy hai con, cái người ta kêu qua bên này thấy con là con thứ ba, nhưng một con này là thấy bốn con rồi. Mọi người ơi, nó ở phía sau mình nè, bây giờ mà nếu như mà nó thức dậy nó dí mình là mọi người báo cho mình để mình chạy ra. Mình mới vừa chụp một tấm hình xem thấy nó nằm dí luôn, nó không có cửa gì luôn á, hy vọng là nó đừng có tỉnh dậy nó dí mình thì anh Rob là tiêu luôn. Đó, con cá sấu mọi người. Wow, con cá sấu chưa giờ mà mình đến gần con cá sấu như vậy luôn á. Ơi mọi người, ở đây có một con nữa nè. Người ta đang ngồi đây, người ta xem này, biết sợ rồi. Hy vọng là đừng là dừng ở đây rừng. Hy vọng là đừng có dí mình cho anh đó. Phải sợ mình không dám tới gần đâu. Mình đứng nhặt thôi. No, no, that's alright. I'm not turning my back to him. If they can catch birds, they can catch us. Ôi nó bự lắm mọi người, nó nằm trên hình đấy luôn, mấy cái sợ rồi. Đấy, to chứ này. Wow, anh Rob anh ngồi, anh quay này. Rất là gần luôn, cái khoảng cách từ chỗ nó tới chỗ anh Rob rất là gần luôn nè. Mình có thể quay, mình có thể không? Đó. Thì đó thật là điên đúng không? Hồi giờ mà mình chưa tới gần cá sấu mà nó như vậy đấy. Tôi sợ rồi. Có khi là nó đang ngắm mình, chuẩn bị nó chạy lên nó chụp mình nè. Đó mình đang ở đằng kia là anh chụp hình cá sấu rồi, mình đi qua cho nó quay cái khung cảnh phía này rất là đẹp nè. Oh, đẹp lắm mọi người. Phía sau mình này, ở trong cái tròi này ở phía sau rất là nhìn chêm đấy, đẹp không? Đúng là Florida thật là tuyệt vời. Mùa này bên những cái tiểu bang khác đó là mình nó rất là lạnh và người ta đang ở trong nhà, nhưng mà bên này là mình có thể mặc quần đùi mình đi chơi luôn á. Này này anh Rob anh mặc không phải quần đùi mà mặc quần lửng á. Đấy anh Rob anh mặc quần lửng mọi người thấy không? Đấy hết mình ở đây cái đầu bị thái vô. Hồi nãy không thấy con nào nhưng mà giờ thấy quá trời luôn mọi người. Ở đây này có thêm một con này, đúng là cá sấu quá trời luôn, là nó con này nó chơi đùi này. Hồi nãy là thấy được một con là nó đưa cái mẹt qua cho mình rồi đó, bây giờ con này nó quay cái đuôi vào đây. Nó quay cái đuôi này mình dễ tới gần ấy, mình quay được chứ. Nó dây cái mặt ra mình sợ lắm, mình sợ nó quay, nó dí mình lắm. Cho nên mình không có dám tới gần, người ta tới gần bình thường vậy đó. Mình không có quay lưng tới nó là được, thật là. Đúng là ở Florida ấy, mấy bữa mình nghe là bên này có cá sấu mà không có tin đâu. Đấy là mình nghe rồi nhưng mà mình chưa bao giờ thấy, hôm nay mình được thấy mình rất là nhiều. Đây là con cá sấu thứ 5 ấy. Này con cá sấu thứ 5 này mọi người, mình tới gần nó mình quay luôn này, đó thấy chưa? Ghê chưa? Đấy, ở đây có một con cò đứng đây này, chắc nó đang rình con cò này đấy. Con cá sấu này nhìn rất là dễ thương luôn. This one, it looks so cute. Anh đó mình thấy con này, con chụp hình ở đó rồi đây này. Chắc là ở phía kia cũng có một con rồi, tới mình sẽ tới ngày mình quay tiếp. Có người ta đang xem mình có đấy.
But how do you think about animals? Alligator here. I think I'm happy they had food already. They all look like they're sleeping. Anh Rob, anh bảo là anh đang hạnh phúc tại vì mấy con cá sấu là nó đã ăn rồi ấy, nó nhìn giống như là nó buồn ngủ ấy. Nhưng nó mà đói bụng là nó dí mình sẽ ăn Rob rồi. Because I told the ladies we saw, if they can catch birds, eat. Yeah. They can catch us. Yeah. They catch you for sure because you fit girl. No way, I may be fat, but I can run. I may be big, but I can run fast. Thật là đi rồi mấy người lần đầu tiên mình thấy mà cá sấu nó nằm ngang đó rồi mình đi sát đó mình chụp hình được mình quay luôn mình chụp hình luôn ở Việt Nam mình cho mình thấy mình sợ mình chạy á mấy mà mấy cá sấu á nãy mình mới thấy á người là mình tưởng là nó chết hoặc là nó sao đó nhưng mà nó nằm nó ngủ á nó nằm nó ngủ vậy đó nhìn giống như là nó chết á không biết nó ngủ hay là nó nằm nó rình mồi rồi mình không có biết nhưng mà mình thấy nó nằm yên vậy đó. Đây là con thứ năm này mọi người, trời ơi nhiều kinh khủng lắm, con là con đấy nó mập hết chứ. I don't know some people take care of that just outside like this. Mình không biết là cái cá sấu này người ta nuôi là nó tự nhiên. Mình nghĩ là nó tự nhiên nhưng mà nó nằm trong cái khu quản lý đó mọi người. Chưa, không có thấy ai nuôi đó, biết sợ ơi. Nó rất là to, nó nằm mọi người thấy không? Đây này. Đấy, nó rất là bự luôn. Nhưng mà mình không có thấy con cá sấu con này đó. Hồi nãy mình thấy mọi người họ tới chỗ này, chắc là chỗ này cũng có một con này, giờ mình đi tới mình coi thử. Đây này, ngay chỗ này còn một con này đấy. Cá sấu mà nó nằm cục 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 như vậy biết sợ ơi. Đây này. Wow, cái con này nó mập hết chứ. Cái con này nó cũng đưa cái đầu nó xuống nước rồi mọi người, mình nhìn nó mập. Nó mập mà nó đen nữa chứ, nhìn nó như mỡ không á. Trời ơi, con này này. Mình thấy biết sợ, mình không dám tới gần nó. Không biết nó có thấy mình đang quay không. Wow, mọi người thấy không, mình đứng dài thôi mà không dám tới gần nữa đâu. Mình sợ nó ăn thịt mình lắm. Wow, yeah, oh my god. Thấy mọi người, cá sấu rất là nhiều luôn á. Mọi người đây nè, mọi người, cái con này nè. Anh Rob, anh muốn chụp hình tại vì anh kêu nó có một cái hàm răng đẹp. Trời ơi, cái con này nó nhỏ mà nó có nó, con này mới thấy được cái miệng của nó, có răng của nó nè, mọi người thấy không. Trời ơi, thấy chưa. Không biết nó chạy nhanh không nữa, nó mà dí mình là mình sợ lắm á. Thấy nó nằm giống như khúc gỗ rồi đấy. Chắc là con chim nào mà tới là nó đốt một phát. Dạ mà ở ngay chỗ này có mấy con chim nó đứng bình thường này. Thấy chưa. Mọi người bây giờ mình với anh Rob đang ở trên cái cầu này. Cái cầu này là nó xây ở trên cái sông rất là đẹp. Xem thử nó có cái gì nha. Let's go các bạn. Nó xây bằng gỗ rồi người, rất là đẹp luôn. Mình đi trên cái cầu này là mình không có thấy được cá sấu đâu. I think we go around. Mình nghĩ là cái cầu này là cái đường đi về. Yeah. Really? I don't think maybe. Okay. Mình rất thích mấy cây cỏ này nè. Muốn đi qua đó chụp hình nữa nhưng mà không có có máy ảnh ở đây. Ở đây có rất là nhiều vịt này mọi người. Có rất là nhiều người ở đây luôn ấy. Đúng là hôm nay đi rất là tuyệt vời, không có uổng công. Mình nghĩ là cái cầu này đi xung quanh qua kia xong mình với anh Rob sẽ đi về luôn. Này có con chim nó đứng kìa mọi người. Thấy không? Con chim kìa. Nó đứng đó nó chờ có cá tới là nó ăn đấy. Ở đây có một con chim thiệt bự nữa nè, bây giờ mình sẽ đi tới với nó cho mọi người xem. Người ta đang chụp hình nó đó. Husband, look over there, have one bird, very nice. Nó đang rỉa lông đấy mọi người. Để mình quay con chim gần lại trước á. Và mình sẽ quay qua con đó. Wow, con trước nè. Thấy không? Mình có thể quay rất là gần mà không có bay này. Ở đây có một con chim nữa này. Oh. Mình sẽ quay nó cho mọi người xem, nó đang biết mình đang quay nó rồi, đang đứng đó. Mọi người thấy không, rất là nhiều chim ở đây, rất là đẹp. Đây là cái khu này có rất là nhiều. Oh, nó bay mất rồi. Nó bay qua kia rồi, anh Rốt anh đang chụp hình rồi, nó bay mất rồi. Oh, nó qua nó kén con chim khác rồi.
người thấy không? Nó không không qua cánh con chim kia bay kìa. Nó qua nó giành địa phà địa bàn nó. Let's go. Mọi người ơi, mình và anh Rob đang đi trên một cây cầu gọi là cây cầu lãng mạn. You know this is the love bridge. Oh brother, I don't think we can get back this way. Yeah, I think so. Anh em mọi người, cái đây là cái đoạn đường husband can you look here? Đây là đoạn đường này thấy không? Mình với anh Rob sẽ đi tới cái phía đó đấy, chắc là cái đầu cuối của con đường xong rồi đi về. Đang đi trong cái khu này rất là đẹp á mọi người. Đây này, nó có rất là nhiều cây leo ở đây á. Hôm nay rất là tuyệt vời nè mọi người. I think this goes that way. No, let's go that way. You know? Okay. Bây giờ tới cái đường đất rồi. Hôm nay rất là tuyệt vời, mình và anh Rob đã thấy được cá sấu. Lúc đầu là đi là không có thấy con nào, nhưng mà sau đó thấy rất là nhiều cá sấu, chắc là 7 con á. Or it's dead end. Oh my god. Mọi người, nó hết đường rồi, không đi được nữa. Để tới cho nó coi có. Go back. Oh my. Bây giờ mình với anh Rob sẽ đi bộ ngược lại xong sau đó sẽ đi về á mọi người. Anh này hết đường rồi, tưởng đi vòng qua kia để về chứ. Đây. Yeah, well, dead end. Dead end, hết đường. Ở đây nó có cái bảng này là có rất là nhiều con vật ở đây. Đây này. Có. Oh, that's a moorhen. Yeah. Có rất là nhiều này, có con chàng hiu này. Này, rồi có con cò. Rất là nhiều là chim. Có rùa ở đây mọi người, có cá sấu nữa này. We saw these đây. Too. Yep, rất là nhiều. Bây giờ mình với anh Rob sẽ đi bộ qua xe rồi đi về đã, tại vì cũng đi nãy giờ cũng lâu lắm rồi, đi gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Husband. How many alligators you see today? Maybe 6, maybe 7. 7, maybe có lẽ là 7 con đó mọi người, rất là nhiều đúng không? Tại là ở Florida có rất là nhiều cá sấu. Cá sấu này là cái khu này là người ta cái kiểu như người ta canh cái khu này này, nhưng mà cá sấu này giống như tự nhiên, không phải là người ta nuôi, người ta thả. Có cá sấu người ta quản lý cái khu này vậy đó. Nhưng mà có sông, có chim, có cá sấu nó nằm đầy. Mình nhìn Rob không biết là khi mà đi bên ngoài nó nằm giữa đường là không biết sẽ làm cái gì nữa. We will scale when they sleep. Yeah, they look like they're sleeping, but then. Okay, maybe we say goodbye. Bây giờ mình với anh Rob sẽ đi về đó nha mọi người. Cảm ơn mọi người đi xem cá sấu với mình và anh Rob ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.